Thank you.
Bằng lữ lớn thì nhị tử lòng đứng hoa
quy lên phục vụ chung không? Phục viện vô tây phương đường là thế giới đại từ đại bi đạo phật ở đại chúng nam mô thì giáo chúng thì từ bốn sư đến tất cả mâu ni phật bảo đại chúng minh nam mô đề ni quán tam bồ tát nam mô đề thế chí bồ tát nam mô đề ni di đà phật bồ tát nam mô tăng tình đại chúng bồ tát bảo đại chúng nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô tam bảo chúng quy y thần phật bồ tát nam mô tam thiên tứ thiên vương chúng thiên long pháp bồ tát từng vương như ý niệm thần tâm thì hồ đăng trang trí áo tập thể phật tử chúng con nhiều hòa mãn trong thời kinh ngũ bất nhân tâm niệm phật con đứng chi gì hồi hướng cầu an cầu siêu tập thể phật tử chúng con bốn quy hậu âm tam bảo và nam mô đại bi cứu khổ đàn linh các bức quan tam bồ tát nam mô đại bi cứu khổ đàn linh các bức quan tam bồ tát nam mô đại bi cứu khổ đàn linh các bức quan tam bồ tát mau tám tất tài chứng ơn minh nhau hồn chân sư phụ chúng con là đố không hài hòa thượng thích minh hiền 73 cái đường mà khác và độ an cho ba trần thị tư 92 tuổi và dương thị điều 74 tuổi và dương thị đà 72 tuổi và độ an cho tất cả chúng sanh trong mười phương cùng ngũ biến và như biến của chúng con cùng nam nữ phật tử cùng bà con lấy sống có gì gặp quà đó tiên trường thì căn tâm chứng phước về sanh tu sở viên thì tâm thần vô thượng đạo nam mô a di đà phật phù nguyện là nước kỳ siêu trong ngũ nguyện thật có như lời nhiều nghiệp của chúng sanh và bốn nguyện thật có lượng phân biến cùng cha mẹ nhiều lời nhiều nghiệp của chúng con và đã lên chỉ trí đi và không tâm và vào đứng đàn lời của bộ của danh vô nhị hữu nhị vô danh và các linh tinh sở tâm tâm cầu đây đáo hoặc tiền vô kinh tức quan áp xa mê độ siêu sắc tình độ bố đi ngâu siêu như thời hóa nhớ chung sanh tình giữ vô tình lòng tâm phật a đạo tự quy là thương nguyện chúng sanh ra đi dài tự quy pháp đưa nguyện chúng sanh tham nhận kinh tạng chỉ về như thành tự quy tăng đưa nguyện chúng sanh không lý đại chúng nhưng thiếu vô ngày nguyện đem câu nữ này hướng về tâm tâm ta đệ tử và chúng sanh chuyện cho thành phật đạo quý vị chúng ta tiếp lên xa phật xa tội quý vị chúng mình hướng về phật xa phật giờ là quý vị chúng con đứng thì tổ sát tổ về tục và bản thân cả nhà cái tới đây xin hết ạ. Chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em đã xem qua cái video này. Cảm ơn.